Bây ơn các em học sinh đã quay trở lại với kênh của Thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau làm đề kiểm tra cuối học kỳ 1, môn toán lớp 6, phòng giáo dục và đào tạo hiện nghĩa hành. Một la mã trắc nghiệm. Hãy chọn phương án đúng nhất trong mỗi câu sau. Câu 1. Cho tập hợp B gồm các phần tử là 1, 2, 3, 4, 5 phần tử nào sau đây không thuộc tập hợp B? Thì mình nhìn sơ qua mình thấy là à đây là phần tử không, nó không có trong này. Cho nên là đây là phần tử không thuộc tập hợp B nha. Câu 2, tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố? Thì số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước đó là một và chính nó 3, 5, 7 là số nguyên tố ok đây đúng rồi còn đây là không phải là số nguyên tố nè bạn này không phải là số nguyên tố này số 1 này không phải là số nguyên tố này a à, là đúng ha câu 3 trong các số 2, 3, 4, 5 số nào là hợp số thì mình thấy là hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn hai ước mình thấy số 2 có hai ước số 3 có hai ước số 5 có hai ước số 4 có ba ước đó là 1 2 và 4 cho nên số 4 chính là hợp số bạn này chọn đúng rồi viết số 27 bằng số la mã là số 27 đây 20 với 6 là 26 sai rồi 20 với 7 là 27 đây là đáp án đúng ha bạn này chọn sai rồi câu 5 chọn khẳng định sai số đối của số âm 11 là âm 11 à đây là khẳng định sai số đối của số âm 11 là số 11 mới đúng nha trên tập hợp số nguyên Z các ước của 5 là trên Z nhớ nha Z ước của năm là 1 trừ 1 5 trừ 5 Ok đáp án này đúng giá trị của âm 3 tất cả mũ 3 âm 3 tất cả mũ 3 thì bằng âm 3 nhân âm 3 nhân với âm 3 là âm 27 trong các số sau số nào là số nguyên âm đây âm 8 là số nguyên âm đúng rồi các điểm E và F ở hình sau biểu diễn các số nguyên nào? 0 trừ 1 thì đây sẽ là trừ 2, trừ 3, trừ 4. Như vậy thì E và F biểu diễn số nguyên trừ 3 và, và trừ 2. Trừ 3 và trừ 2 đúng rồi. Câu 10. Kết quả sắp xếp các số này theo thứ tự tăng dần là bạn chọn C âm 101 âm 99 âm 2 âm 3 à âm 2 thì lớn hơn âm 3 nha số nguyên âm thì nó ngược lại với số nguyên dương âm 2 lớn hơn âm 3 trên đây là giảm dần chứ không phải là tăng dần trên đây là sai rồi âm 101 âm 99 âm 3 âm 2 đúng rồi đây là tăng dần nè đây là đáp án đúng, câu A mới là đáp án đúng nha. Câu 11. Trong các hình sau, hình nào là hình lục giác đều? Đây, hình đây là hình lục giác đều, hình 2. Hình 2. Đây là đáp án đúng. Câu 12. Phát biểu nào dưới đây là sai? Hình tam giác đều có 3 đường chéo bằng nhau. Câu này sai. Bởi vì tam giác đều nó không có đường chéo nha. Câu 12 là sai ha. Chúng ta sang câu 13. Cho tam giác đều ABC với AB bằng 6 cm. Độ dài cạnh BC là thì tam giác đều là tam giác mà có 3 cạnh bằng nhau. A B C AB bằng 6 thì cạnh BC cũng bằng 6, đúng không? Đây, bằng 6. Tam giác đều là tam giác mà có 3 cạnh bằng nhau. Hình nào sau đây không có trục đối xứng? Hình con bướm có trục đối xứng. Trục đối xứng đây. Hình ngôi sao có trục đối xứng đây. Hình này có trục đối xứng đây và và đây. Hình này có nhiều trục đối xứng nha, đây nữa. Rồi đây nữa. Rồi đây nữa. Đó. Còn hình này. Hình này là không có trục đối xứng nha, không có, hình C. Hình C là không có trục đối xứng. Câu 15 Chữ cái in hoa không có tâm đối xứng là Chữ O thì có tâm đối xứng Nằm ở đây Chữ Y có tâm đối xứng nằm ở đây Chữ H có tâm đối xứng nằm ở đây Chữ M À chữ M không có tâm đối xứng Câu 16 Trong các hình dưới đây Hình nào có tâm đối xứng Tâm nhắc đều không có tâm đối xứng Hình trái tim không có tâm đối xứng hình cánh diều không có tâm đối xứng hình cánh quạt trần hình này có tâm đối xứng nha hình cánh quạt đây hình này có tâm đối xứng chúng ta sang tự luận Câu 1 Viết các số sau bằng số La Mã Số 14 Viết bằng số La Mã này 10 4 Là 14 Số 30 Số 30 thì 10 20 30 Được chưa? Xong Cô B Hãy biểu diễn các số nguyên sau trên cùng một trục số. 0 này. 1 2 3 4 -1 âm -2 -3 -4 Số 2. Số 2 là số dương, chúng ta đếm sang bên phải. 1 2, số 2 đây. Số âm 1 đếm về bên trái, đây, âm 1. Số âm 3, âm 1, âm 2, âm 3. Số âm 3 đây. Số 4 đếm về bên phải, đếm từ 0 nha. 1 2 3 4. Số 4 đây. Rồi, chúng ta xong câu 1. Mình sang câu 2. Câu A tính nhanh một cách hợp lý. 1, 9, 9, nhân cho 5, 0, 9, trừ cho 1, 9, 9, nhân cho 4, 0, 9, bằng. Các em chú ý, chúng ta có A nhân B trừ A nhân C, thì sẽ bằng A nhân cho B trừ C như vậy ở đây đóng vai trò là a này a này thấy giống nhau không một chín thì theo công thức này chúng ta lấy một ra ngoài trong ngoặc chúng ta còn 509 trừ cho 409 đó chín Đó, trừ bốn thì chúng ta được 100. Đó, 199 chín nhân một thì chúng ta được một chín không mình xong câu A Câu B Tìm x biết 19 cộng x trừ 42 bằng 2 ngàn Mình xem đây là số bị trừ Số trừ hiệu Muốn tìm số bị trừ Ta lấy hiệu cộng cho cộng cho số trừ. 200, 2000 cộng cho 42 chúng ta được 2042. Số hạng, số hạng tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Rồi, bạn này 42 trừ 19 thì chúng ta được 23. À, năm 2023. Được không? Năm 2023 số đẹp đúng không rồi chúng ta xong câu b chúng ta xong luôn câu 2 câu 3 cho các hình sau những hình nào có trục đối xứng thì để đầy đủ thì mình ghi là trong các hình đã cho trong các hình đã cho. Câu A. Những hình có trục đối xứng là Thứ nhất là tam giác đều đây. Tam giác đều đây có một hai ba có ba trục đối xứng thứ nhất là tam giác đều có trục đối xứng hình bình hành hình bình hành thì không có trục đối xứng nha hình lục giác đều đây hình lục giác đều có trục đối xứng các em có nhiều trục đối xứng nha, hình như là có 6 trục đối xứng. Tiếp theo là hình lục giác đều. Hình tròn. Hình tròn thì có vô số trục đối xứng nha, có vô số, được chưa? Đây là có 6 trục đối xứng. tiếp theo là hình tròn. đó, đây là những hình có trục đối xứng. câu b, những hình nào có tâm đối xứng? mình ghi là những hình có tâm đối xứng là tam giác đều, không có hình minh hành, có Hình bình hành tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo. Đây. Hình lục giác đều có tâm đối xứng đây, hình tròn có. Hình bình hành, hình lục giác đều, hình tròn. Hình bình hành. Hình lục giác đều và hình tròn. Rồi, chúng ta xong. Câu 3. Chúng ta sang câu 4. Một công ty có 3 cửa hàng A, B, C. Kết quả kinh doanh sau 1 năm của từng cửa hàng như sau. Cửa hàng A lãi 225 triệu đồng. Cửa hàng B lỗ 280 triệu đồng. Cửa hàng C lãi 655 triệu đồng Hỏi sau một năm công ty lãi hay lỗ bao nhiêu tiền từ ba cửa hàng đó Thì công ty này có ba cửa hàng Cửa hàng thứ nhất là lãi, cửa hàng thứ hai là lỗ, cửa hàng thứ ba là lãi Thì mình biết rằng là lỗ nó giống như là lãi với số âm nha Lỗ chính là lãi với số âm Thì mình lấy hai ba bạn này, mình cộng lại mình xem nó là âm hay dương nếu nó là số dương thì kết quả là công ty này lãi còn nếu nó là số âm thì kết quả công ty này sẽ lỗ câu 4 nè ta có hai hai năm cộng cho lỗ có nghĩa là lãi âm hai tám rồi đây là lãi sáu năm năm sáu năm năm sẽ bằng hai bạn này mình cộng cho nhau 225 thôi thì bỏ máy tính cho nhanh nha 225 trừ cho 280 cộng cho 655 chúng ta được 600 225 trừ cho 280 trừ cho 6 5 năm 5 chúng ta được 600. 600 là số số dương đúng không? Vậy Vậy sau 1 năm sau 1 năm công ty 6 năm 600 là lãi. 600 triệu đồng. Rồi. Chúng ta xong bài 4. Chúng ta sang câu 5. Nên có một phòng học có dạng hình chữ nhật. Nè, hình chữ nhật với chiều rộng đo được là 5 m và chiều dài là 8 m. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh là 40 cm để lát kính phòng học đó. Biết rằng diện tích các mối nối và sự hao hụt là không đáng kể. Câu A. Tính diện tích của phòng học. Diện tích của phòng học là thì cái phòng học có dạng hình chữ nhật chiều rộng là 5 chiều dài là 8 thì diện tích sẽ bằng 5 x 8 bằng 40 m2 đó là diện tích của phòng học câu B tính số viên gạch cần dùng để lát kín nền phòng học đó Thì bây giờ mình sẽ đi tính diện tích của một viên gạch hình vuông là bao nhiêu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đổi đơn vị nha. Đổi đây là 40 cm là bằng 0,4 m. Từ đây mình tính được diện tích của một viên gạch là thì viên gạch của chúng ta hình vuông hình vuông thì diện tích sẽ bằng cạnh nhân nhân cạnh rồi đây lý luận nè một viên á thì nó chiếm diện tích là 0,16 m2 mà căn phòng của chúng ta là 40 m mét vuông hỏi cần bao nhiêu viên đó muốn tính bao nhiêu viên nhân chéo chia ngang đúng không 40 x 1 chia 0,16 mình ghi là số viên gạch cần dùng để lát kính nền phòng học đó là số viên gạch cần dùng để lát kính nền phòng học đó là nhân chéo chia ngang đúng không 40 nhân 1 nhân 1 thì khỏi cần nhân chia cho 0,16 bằng 40 chia 0,16 chúng ta được 250 viên rồi, chúng ta xong bài 5. Chúng ta sang bài 6. Đây là bài toán không chế điểm 10. Câu A. Cho A bằng 2 mũ 0, cộng 2 mũ 1, cộng 2 mũ 2, cộng 2 mũ 3, cộng vân vân Cộng cho đến 2 mũ 19. Và B bằng 2 mũ 20. Chứng minh rằng A và B là hai số tự nhiên liên tiếp. À, chấm chấm này chúng ta hiểu là 2 mũ 4 cộng 2 mũ 5 cộng 2 mũ 6 cộng 2 mũ 7 cộng 2 mũ 8 nha. Cộng mãi cho đến 2 mũ 19. Chứng minh rằng A và B là hai số tự nhiên liên tiếp. Thì mình biết rằng là hai số tự nhiên liên tiếp á, thì sẽ hơn kém nhau một đơn vị. Như vậy thì để chứng minh rằng A và B là hai số tự nhiên liên tiếp thì chúng ta cần chỉ ra cho người ta thấy rằng là A bằng bằng B cộng 1 hoặc là hoặc là B bằng bằng A cộng 1. Đó. Nếu mà chúng ta có một trong hai điều này thì chúng ta nói rằng là A và B là hai số tự nhiên liên tiếp. Cho nên là bây giờ mục đích của chúng ta là cố gắng đưa nó về A bằng B cộng 1 hoặc là B bằng A cộng 1. Đó, mình nhận định như vậy. Rồi thứ hai nữa là mình thấy ở đây là B là bằng 2 mũ 20. Mà ở đây là tới 2 mũ 19 thôi, đúng không? Như vậy thì bây giờ làm sao đó để nó xuất hiện 2 mũ 20. Để mà mình tìm cái mối liên hệ giữa A và B. Đó. Thì mình thấy rằng là nếu mà chúng ta nhân thêm số 2 vào đây 2A thì cái cụm cái tổng này chúng ta cũng nhân thêm 2. Đó. Cái tổng này chúng ta nhân thêm 2 có nghĩa là hai chúng ta nhân vào, nhân vào, nhân vào, nhân vào, nhân vào, nhân vào thì nó sẽ xuất hiện là hai mũ hai mũ 20. Đó, xuất hiện hai mũ 20. Thì từ đó chúng ta sẽ thay cái hai mũ 20 đó bằng bằng chữ B. Được không? Rồi. Thì đó là mình đi phân tích bài toán ha. Còn bây giờ chúng ta tiến hành làm nè. Câu 6. Câu A. Ta có A bằng 2 mũ 0 cộng 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng vân vân cộng cho 2 mũ 19. Đó, mình có a là cái này. Bây giờ để nó xuất hiện b nha thì chúng ta nhân bên trái cho 2, bên phải chúng ta cũng nhân 2. Từ đây chúng ta suy ra được ha. 2 2a Đó, mình nhân bên trái cho 2 thì bên phải chúng ta cũng nhân thêm 2 vào. Nhớ mở ngoặt ra. 2 mũ 0 cộng 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2, cộng 2 mũ 3, cộng vân vân Cộng cho 2 mũ 10, 2 mũ 19. Rồi, và lúc này số 2 chúng ta nhân vào nha. Nhân vào. Các em chú ý, 2 là 2 mũ 1. 2 mũ 1 nhân 2 mũ 0, thì chúng ta được là 2 mũ 1 nhân 2 mũ 0 thì chúng ta được là 2 mũ 1 cộng 0 1 cộng 0 bằng 1 Được chưa Nhân là mình cộng cơ số lại Mình cộng số mũ lại ha Nhân cùng cơ số mình cộng số mũ lại 1 cộng 0 là bằng 1 Tiếp tục 2 mình nhân vào đây 2 nhân cho 2 mũ 1 thì chúng ta được 2 mũ 2 2 nhân 2 mũ 2 thì chúng ta được 2 mũ 3 Tương tự như vậy 2 mũ 4 cộng vân vân Cộng cho 2 mũ Thì trước 2 mũ 19 chính là 2 mũ 18. Đúng không? Trước 2 mũ 19 chính là 2 mũ 18. 2 mũ 18 mà nhân cho 2 thì chúng ta được 2 mũ 19. Đó rồi bạn này. 2 nhân cho 2 mũ 19 thì chúng ta được 2 mũ 20. Đó các em chú ý ha. Trước 2 mũ 19 là 2 mũ 18, 2 mũ 18 nhân cho 2 thì chúng ta được 2 mũ 19. Rồi đây là 2 mũ 20. Rồi thì mình nhận định nè à? mình nhận định đây chính là b đó đây chính là b còn bạn này bạn này là giống như a đúng không bạn này giống như bạn này gần giống ha gần giống chứ chưa có giống được không bởi vì bạn này là có hai mũ không nữa các em chú ý hai mũ không là một nha hai mũ không là một bạn này là từ hai mũ một này mãi cho đến hai mũ mười chín đây hai mũ một mãi cho đến hai mũ mười chín đúng không đó bạn này thiếu hai mũ không được không cho nên là bây giờ thầy cộng hai vế cho hai mũ không thì lúc này bạn này sẽ chính là là a được không đó, thầy làm kỹ ra cho các bạn hiểu nè. Bên trái á thì viết lại nha, bên trái là 2a này, giờ thầy viết lại nè. 2a. Rồi bây giờ bên trái thầy cộng cho 2 mũ 0. Thì bây giờ bên phải thầy cũng cộng cho 2 mũ 0 vào. Cộng thêm 2 mũ 0 này, đó cộng 2 mũ 0 này. Rồi, thì ghi lại bằng này ha. 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng vân vân, cộng cho 2 mũ 19 cộng cho 2 mũ 20. Được không? Rồi, bây giờ thầy nhóm lại. Thì nhóm lại. Bên trái thầy được 2a cộng cho 2 mũ 0. Một số mũ 0 thì bằng 1 ha. Rồi bạn này chính là a. Các em đồng ý không? Bạn này chính là là bạn này. Đúng không? Bạn này chính là bạn này là a. Còn bạn này 2 mũ 20 chính là là B B là bằng 2 mũ 20 Đây là B Đó, ok không? Rồi, bây giờ Thầy trừ hai vé cho A Nha Bên trái là 2A Thầy trừ cho A Thì thầy còn A A cộng 1 Còn bên phải thầy trừ cho A Mắc A đi, mình còn B Đó, đây, B bằng A cộng 1 nè, B bằng A cộng 1. Đó, mình đã chỉ ra là B bằng A cộng 1, có nghĩa là AB là hai số tự nhiên liên tiếp. Đúng không? Chứng minh rằng AB là hai số tự nhiên liên tiếp. 2 mũ 20 thì hiển nhiên nó là một số tự nhiên rồi ha. Thế là mình kết luận vậy. A và B là hai số tự nhiên liên tiếp. Ok, đó. Chúng ta đã xong câu A. Không khó lắm đúng không? Rồi, mình sang câu B. Tìm cặp số nguyên A, B Thỏa mãn A trừ 5 Nhân cho B cộng 3 Thì bằng trừ 2 Thì cái lúc mà ôn thi Ôn thi Ôn kiểm tra giữa học kỳ Giữa học kỳ 1 Thì thầy có làm một cái video là à, Các bài toán nâng cao lớp 6 thì có cái bài tương tự như thế này nha các em có thể à, tìm ở phần mô tả video nha có bài như thế này mà lúc đó chúng ta học là số tự nhiên còn bây giờ là số nguyên đó. nó nâng cao hơn một tí xíu xìu xìu mình sang câu b nè theo đề thì chúng ta có là a trừ năm nhân cho b cộng ba bằng trừ 2. Điều này xảy ra khi Điều này xảy ra khi Đó Điều này xảy ra khi nào Chúng ta có một số trường hợp Trường hợp thứ nhất Là 2 nhân cho trừ 1 Thì sẽ bằng Bằng trừ 2 Đồng ý không Trường hợp thứ hai là trừ 1 nhân cho 2 sẽ bằng bằng trừ 2. Đúng không? Đó. Chúng ta chỉ có hai trường hợp này xảy ra thôi. Có nghĩa là A trừ 5 bằng 2 B cộng 3 bằng trừ 1 Hoặc là A trừ 5 bằng trừ 1 B cộng 3 bằng bằng 2 Được không? Đó Chỉ có hai trường hợp này xảy ra thôi Bởi vì số nguyên mà hai số nguyên nhân với nhau bằng trừ 2 thì chỉ có hai trường hợp này xảy ra thôi. Điều này xảy ra khi thứ nhất là a trừ cho 5 bằng bằng 2 và b cộng 3 sẽ bằng trừ 1. Bạn này bằng 2, bạn này bằng trừ 1. 2 trừ 1. Thì lúc này 2 nhân với trừ 1 sẽ bằng trừ 2. Đó Từ đây chúng ta giải ra Là A sẽ bằng A trừ 5 bằng 2 Số nào mà trừ 5 bằng 2 Số 7 Được chưa Số nào mà cộng 3 bằng trừ 1 Số Số trừ 4 Đó, Hoặc là các em Hiểu là số hạng Số hạng tổng Muốn tìm số hạng chưa biết Ta lấy tổng trừ được sang đã biết đó, hoặc là mình hiểu như thầy cho nhanh. Số nào cộng 3 bằng 1? Số đó là số trừ 4. Đó, mình xong. Ý thứ nhất. ha Ý thứ hai Điều này xảy ra khi A 5 bằng bằng 1 còn B cộng 3 bằng bằng 2. Thì hai bạn này nhân với nhau cũng trừ 2 ha. A trừ 5 bằng 1 và B cộng 3 bằng bằng 2 Từ đây mình có được là Số nào mà trừ 5 bằng Bằng trừ 1 Số 4 Số nào cộng 3 bằng 2 Số Số trừ 1 Trừ 1 cộng 3 sẽ bằng Bằng 2 Rồi mình kết luận à, Vậy Vậy Cặp số nguyên AB thỏa mãn yêu cầu là Vậy cặp số nguyên AB thỏa mãn yêu cầu là A bằng 7, B bằng trừ 4. Đây, mình kết luận lại. A bằng 7 B bằng trừ 4 Hoặc A bằng 4 B bằng trừ 1 Đó Xong Kỹ à, nữa thì mình lấy hai này mình thế vào ra thử Thử xem ha 7 trừ 2 là bằng 7 trừ 5 bằng 2 Rồi trừ 1 Trừ 4 chứ Sorry Trừ 4 cộng 3 bằng trừ 1 2 nhân trừ 1 bằng, bằng trừ 2 Đó Ok Hoặc là chúng ta có thể trình bày như thế này cũng được nha Điều này xảy ra khi A trừ 5 bằng 2 Và B cộng 3 bằng trừ 1 Đó Cái dấu này là dấu và Được chưa Từ đây mình suy ra A bằng A bằng, bằng 7 B bằng, B bằng trừ 4 Hoặc là A trừ 5 bằng trừ 1 B cộng 3 bằng bằng 2. Từ đây mình suy ra A bằng A bằng 4. B bằng B bằng trừ 1. Đúng không? Đó, chúng ta có thể thay vì chúng ta ghi chữ và này thì chúng ta có thể dùng cái dấu này. Đó, dùng cái dấu này để thay cho thay cho chữ và. Đó, nhìn nó có vẻ gọn hơn ha. Chúng ta xong bài toán không chế đến 10. Rồi bye bye các em. Hẹn gặp lại các em ở video sau.